Đời người tự tìm trái đắng. Con người chẳng ai muốn khổ, ai cũng muốn hạnh phúc, nên tự nhiên có tâm lý tránh dữ tìm lành, tránh khổ tìm vui, theo đuổi mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng thực tế cuộc đời lại cho thấy nỗi khổ gắn liền với đời người như bóng theo hình, không biết tránh đâu cho khỏi. Dù có cố gắng theo đuổi, tìm cầu hạnh phúc đến mấy, kết cục cũng chỉ là đau khổ. Vậy đâu là nguyên nhân? Bởi trong quá trình tìm kiếm, mưu cầu hạnh phúc, con người cần phải trả cái giá nhất định. Bằng không, niềm hạnh phúc đó sẽ trở thành món nợ và khổ cũng sẽ đến dồn dập. Điều đó cũng giống như một người nghiện phim nhưng không có tiền mua vé, đành nghĩ cách xem chui. Nếu may mắn trót lọt một đôi lần thì không sao, nhưng người ta thường nói đi đêm lâu ngày gặp ma, nên nhất định sẽ có ngày bị bắt. Khi đó họ phải trả cái giá tương đương với giá mà họ đã xem chui từ trước đến giờ. Tất cả những niềm vui, hạnh phúc dễ dàng có được mà không cần phải tốn công sức, không phải trả cái giá nhất định, thì ắt phải chịu hậu quả không như ý. Ngay cả khi chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc thì cũng phải trả giá. Ví dụ, để theo đuổi hạnh phúc, người ta phải dốc sức kiếm tiền để tạo tiền đề, sau một thời gian dài mới hưởng được hạnh phúc vật chất kia. Nhưng chúng ta thử nghĩ kỹ lại, niềm hạnh phúc kia lẽ nào lại không có mặt của đau khổ? Tục ngữ có câu, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Ngay cả khi người ta mang thành quả đến cho mình hưởng thụ thì cũng là nợ nần. Đã là nợ thì đó nhất định không thể hạnh phúc trọn vẹn. Ăn một bữa cơm ngon là do mình đã gian khổ làm lụng mà có. Đó là sự đền đáp của tự nhiên cho chúng ta. Là vô thường, quán các pháp vốn không có chủ thể cố định. Trong những phép quán căn bản đó đều có thể giúp chúng ta phá chấp, vượt qua giới hạn nhỏ bé của bản thân. Vì thế, đây là một trong những phép tu căn bản theo Phật giáo. Quan sát thân thể là thứ nhơ bẩn, nếu không đi sâu tìm hiểu sẽ thấy đây là điều vô cùng mầu nhiệm. Nếu xét từ quan điểm thông thường, thì quán thân bất tịnh, nghĩa là quán tưởng thân thể của mình là thứ vật chất không sạch. Ai cũng cho rằng thân thể mình là thứ đáng yêu nhất, sạch sẽ nhất, là vật quan trọng nhất của mình. Thế nhưng Đức Phật dạy rằng tấm thân này là cái túi đựng những vật nhơ bẩn, xú bì nan, cho rằng thân thể là tổ hợp của những thứ nhơ bẩn tạo nên. Thân thể nhơ bẩn xét theo các phương diện sau. Thứ nhất, xét từ cội nguồn, thân này sinh ra do sự kết hợp hai thứ bất tịnh của tinh cha huyết mẹ mà thụ thai. Theo quan điểm đạo Phật, tâm dâm dục là thứ không sạch, nên thân thể được tạo ra từ dâm dục nhất định cũng sẽ không sạch. Thứ hai, khi mang thai, thai nhi trong bụng mẹ đã ở chung với những thứ bất tịnh. Thứ ba, sau khi sinh, thân thể của thai nhi không sạch nên cần phải tắm rửa. Thứ tư, trong quá trình trưởng thành, dù ăn những thứ đã được đun sôi nấu chín, nhưng qua tiêu hóa rồi bài tiết ra ngoài toàn những thứ không sạch. Ngoài đại tiện, tiểu tiện ra, nước dài hôm không tắm rửa, không súc miệng thì thân thể hôi thối, các chất thải sẽ chảy ra theo bảy lỗ như tai, mắt, mũi, miệng. Quả thực thân là thứ bất tịnh. Sau khi quan sát kỹ tấm thân này như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng nó vốn không đáng yêu, không sạch sẽ như chúng ta nghĩ về nó. Từ đó chúng ta thấy rằng mọi sự chấp chặt vào tấm thân, lấy mình làm trung tâm đều sai lầm và không cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ dùng phương pháp quán thân bất tịnh mãi trong thời gian dài, sẽ dẫn đến những tác dụng không như ý. Vì nếu cứ quán sát thân là vật bất tịnh, đáng sợ, đáng bỏ trong một thời gian dài, thì dần dần hành giả sẽ tự chán ghét bản thân, thậm chí không còn muốn sống và cuối cùng dẫn đến tự sát. Đây là điều đã xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Phép quán thân bất tịnh với mục đích giúp chúng ta không quá tham luyến tấm thân này, không nên quá sức dung dán cho nó. Chỉ cần hiểu rằng thân này do tứ đại giả hợp mà có, không sạch sẽ. Nhưng chúng ta cần tận dụng nó để tu tập, tận dụng nó để hành thiện, nuôi dưỡng tâm từ bi và dung bồi tuệ nghiệp. Nếu không có thân này thì không có phương tiện nào tốt hơn để tu tập nữa. Vì thế, thân thể tuy không sạch, nhưng chỉ cần chúng ta không quá tham đắm nó, không nên mất quá nhiều thời gian để chăm sóc nó là được.
Ngoài ra, chúng ta cần bảo vệ, duy trì sự sống và sống khỏe mạnh. Như thế mới là người biết tận dụng thân này, giúp nó phát huy tốt nhất mầm từ bi trí tuệ. Quán thân bất tịnh không phải là gieo vào lòng mình thái độ coi thường mạng sống của bản thân. Ngược lại, còn phải cảm ơn chúng đã cho mình điều kiện tốt nhất để tu tập phát huy tối đa mặt tốt của nó. Tâm vô thường. Cơ thể của chúng ta không ngừng biến đổi, suy nghĩ cũng như vậy. Dòng suy nghĩ này nối tiếp dòng suy nghĩ kia, liên tục không ngừng, đổi thay bất định. Vì vậy, nói đến tâm vô thường trong tứ niệm xứ của Phật giáo chính là để chúng ta hiểu được suy nghĩ cũng là hư không, sinh khởi và tiêu trừ biến đổi trong chốc lát. Tâm chúng sinh là tâm phiền não, tâm vọng tưởng thường xuyên thay đổi, nên hoàn toàn không chân thực và chỉ là sự tồn tại nhất thời không lâu bền mà thôi. Khi ở Mỹ, tôi gặp một số người phương Tây thường xuyên thay đổi quyết định. Nếu như hỏi anh ta, hôm qua anh đã nhận lời rồi, sao hôm nay lại thay đổi vậy? Anh ta sẽ trả lời, tôi thay đổi quyết định rồi. Thực chất, suy nghĩ tinh thần chính là tâm, vì thế cũng có thể nói là tôi thay đổi tâm mình. Đó chính là tâm vô thường, vì tâm có thể thay đổi. Ngày hôm qua suy nghĩ không giống ngày hôm nay, suy nghĩ vừa qua không giống với suy nghĩ hiện tại. Suy nghĩ của mình có thể mâu thuẫn, đối nghịch nhau, nghĩ về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Điều đó càng chứng tỏ tâm của chúng ta là tâm vô thường. Không chỉ có người phương Tây mới như vậy, tâm của tất cả chúng sinh đều thay đổi không ngừng. Đức Phật cho chúng ta biết, tâm phiền não của chúng sinh biến đổi bất định. Trong một suy nghĩ có bốn hình thái, sinh, trụ, dị, diệt. Suy nghĩ trước sau có thể tự đấu tranh, mâu thuẫn. Các dòng suy nghĩ lớp lớp nối tiếp, sinh diệt, biến hóa không ngừng. Hôm nay ta thấy một bông hoa đẹp, trong lòng thấy vô cùng thích thú, muốn thưởng thức hương thơm, muốn lại gần quan sát vẻ đẹp của nó. Hôm sau, ta có thể vì bị những chiếc gai của chính bông hoa đó làm bị thương mà suy nghĩ của ta về nó thay đổi, cảm thấy bông hoa này thật đáng ghét và không muốn hái mang về nữa. Đối với con người cũng vậy. Hôm nay ta thấy người này vô cùng đáng ghét, sau một quá trình tiếp xúc gần gũi, ngày càng hiểu biết lẫn nhau, sẽ nhận ra người đó rất tốt và ngày càng yêu thích. Đúng như ta thường nói, đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết là người hiền ngu vậy. Từ đó có thể thấy, quan niệm và suy nghĩ của chúng ta thường xuyên thay đổi, đó chính là tâm vô thường. Tâm chính là chủ nhân của chúng ta. Vì vậy, khi nói tâm vô thường, có vẻ như chúng ta đã mất đi người lãnh đạo. Thực ra, chính nhờ có tâm vô thường, chúng ta mới có thể thấy được ở sau tâm vô thường ấy là một tâm vĩnh hằng bất biến, là tâm Phật. Tâm thanh tịnh là minh tâm kiến tính được nhắc đến trong thiền tông mà chúng ta cần đi tìm và thấu hiểu. Đó cũng là tâm trí tuệ, tâm từ bi vậy. Ở đó không có cái tôi ích kỷ, tự tư, tự lợi. Không có cái tôi cố chấp, chấp trước. Và cũng không có tư tưởng cho mình là trung tâm. Tâm thanh tịnh chính là tâm bất biến. Nếu không, khi một người hôm nay đã giác ngộ thành Phật, nhưng thay đổi suy nghĩ và tuyên bố rằng tôi thay đổi quyết định rồi, thì ngày mai lập tức lại trở về là chúng sinh. Một người đã chứng ngộ giải thoát, sau khi đã đạt được tâm trí huệ thanh tịnh, thì sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vì vậy, Kinh Niết Bàn có nói, tâm vô ngã, tâm thường trụ bất biến chính là tâm Phật. Tuy nhiên, có thể vì Phật Pháp thường xuyên nhấn mạnh rằng thế giới này là hư vô, nên dẫn đến rất nhiều các tác phẩm văn học Trung Quốc khi nói về Phật giáo đều mô tả diện mạo Phật giáo là tiêu cực, lánh đời, rời xa thế sự. Dường như tất cả những gì Phật giáo nói đến đều không nằm ngoài sự hư ảo, bất lực, vô thường, mà Hồng Lâu Mộng là một trong những ví dụ rõ nét nhất.
thực chất hoàn toàn không đúng như vậy. Sự vô thường mà Phật giáo nói tới là vô cùng tích cực. Chính là vì vô thường nên sẽ không cảm thấy thất vọng. Có thể lúc này bạn đang vô cùng phiền muộn, cảm thấy rất thất vọng, đau khổ. Nhưng thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi đau. Cộng với sự thay đổi của môi trường xung quanh, nhất định cuộc sống của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực. Tâm trạng của chúng ta cũng theo đó mà thay đổi, trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Ví dụ, hiện tại bạn thấy rất bế tắc, chán nản, tương lai mù mịt, dường như không còn tia hy vọng nào nữa. Nhưng sau khi tìm đến với Phật Pháp, được ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi, tâm tư thay đổi, bạn sẽ nhận ra một chân trời mới, tươi vui, sáng lạng, đang rộng mở chờ đón bạn. Vì vậy, trên thực tế, tâm vô thường có thể mang tới cho chúng ta nguồn hy vọng vô tận. Chính vì suy nghĩ có thể thay đổi nên, chỉ cần xác định lại tư tưởng, thì cuộc sống cũng sẽ chuyển biến, kể cả khi điều kiện sống, môi trường chung quanh mình có thay đổi. Hy vọng về tương lai tốt đẹp vẫn mãi mãi tồn tại và không ngừng phát triển trong ta.